Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Maloka. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và một số lưu ý khi lắp đặt cái máy âm tủ mã số WQP12Z7713FB. Cái máy này thì công suất đạt tối đa là 2100W và nó có 8 chương trình rửa. Về cái chiều ngang của máy thì nó rộng là 598mm, chiều sâu của máy là 550mm và chiều cao là 815mm. Và máy có thể rửa tối đa là 14 bộ chén dĩa và chia làm 3 tầng. Để lắp được cái máy âm tủ này thì chúng ta cần một hệ thống tủ âm. Về cái bề ngang của tủ thì tối thiểu là 600mm. Về chiều sâu là tối thiểu 570mm. Và về chiều cao là tối thiểu là 820mm. Rồi để tiện cho việc lắp đặt và thao tác bảo dưỡng bảo trì sau này thì chúng ta nên khoét một lỗ phi 60 ở ngay góc dưới phía bên trong của cái hộc để đưa toàn bộ hệ thống dây cấp thoát nước và nguồn điện sang phía hộc bên cạnh để đấu nối. Khi mà chúng ta đã khoét cái lỗ 60 đó rồi thì chúng ta sẽ luồn cái dây cấp và dây thoát và cả dây điện này đi sang cái hệ thống cấp thoát nước bên cạnh. Dùng tay để gọn các dây cấp thoát nước và dây nguồn điện đưa qua cái lỗ này. Thì đường cấp nước của máy rửa chén thì nó sẽ là ren trong 27, cho nên chúng ta sẽ đấu nối vào cái ren ngoài 27 của cái đường cấp nước. Chén thì khi mà chúng ta lắp đặt, một là chúng ta có sử dụng qua hệ thống CB, hai nữa nếu như nhà khách có ổ cắm chúng ta sẽ sử dụng ổ cắm, nhưng mà lưu ý chúng ta sẽ sử dụng một cây inox để tạo ra một chân dây tiếp mát cho máy rửa chén. Rồi chúng ta lưu ý là dòng máy âm tủ này nó sẽ không có cái mặt phía trước, cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị cho máy một cái mặt gỗ và có 4 cái bát để bắt vào 4 vị trí của cửa máy. Thì hai cái bắt cái cánh cửa, chúng ta sẽ nâng cánh cửa cao lên, sẽ cho cái bát inox này vào đây trước và đặt sát cánh cửa. Rồi nhấn xuống. Rồi sau khi đấu nối xong thì chúng ta sẽ tiến hành là đẩy máy vô, căn chỉnh hai bên cho nó đều. Đẩy vô từ từ nhẹ nhàng. Vừa đẩy vừa rút dây cấp thoát nước ở bên kia cho nó căng ra, không bị gập. Rồi, cửa của máy rửa chén thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống gỗ, tủ gỗ của An Cường để đảm bảo cho độ bền và sang trọng. Bây giờ để cố định cái máy khỏi bị gật ra này, chúng ta sẽ sử dụng hai con vít để bắt vào vị trí hai bên hông. Sử dụng cái bút thử điện mở cái nẹp ra. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt và một số lưu ý khi lắp đặt cái máy rửa chén âm tủ. Cảm ơn các bạn đã coi video, và nếu thích các bạn